đầu tiên em cũng xin cảm ơn anh Khổ Gia Trường và những ban tổ chức đã tổ chức cho cái chương trình phát tác phẩm cho tất cả con cháu anh em nghệ sĩ nhà. Xin thay mặt cho cha mẹ cháu cũng như bà ngoại của cháu trong tặng cảm tạ. Xin nói chương trình sau đây là rất trân trọng kính gửi đến chị với một bài ca Tân Khổ được mang tên Tự Đi, lời bài nhạc dựa theo của Châu Kỳ với bài ca được mang tên Thương Về Miền Trung. Em biết chắc em đã bao nhiêu.
Thank you.